Hello, xin chào các bạn. Vâng, thì mình đang có ở trên tay đây là chiếc Asus ROG Phone 5. Vâng, thì cái chiếc này thì cũng chả xa lạ gì với các bạn game thủ đúng không? Một dòng điện thoại chuyên chơi game đến từ Đài Loan. Vâng, Asus ROG Phone 5. Thì hiện tại mình đang cầm trên tay nó là phiên bản 12GB RAM, bộ trong là 128 và là màu trắng. Thì nói thật với các bạn là cái sản phẩm này thì rất là nhiều anh em bóc hộp và đánh giá rồi. Thế là mình cũng không còn phải làm một bộ hộp đánh giá, mà ngày hôm nay thì mình sẽ làm một clip để hướng dẫn anh em cách chạy ROM quốc tế cho sản phẩm này. Thì đa phần các sản phẩm này bán ra tại thị trường Việt Nam thì đều là sách tay từ Trung Quốc. Nếu mà sách tay từ Đài Loan thì đã ngon bởi vì nó là ROM quốc tế, nhưng mà nếu sách tay từ Trung Quốc ấy, thì hiện tại bây giờ nó vẫn là ROM Trung Quốc và không có tiếng Việt và không có cả Google Play luôn. Rất là dễ thì anh em có thể là cài được Google Play cũng như là cài được 80% tiếng Việt. Đó, nhưng mà vẫn không bao giờ có thể ngon một ROM quốc tế được mà khi nó 100% là tiếng Việt luôn và có sẵn Google Play để chạy chứ không phải là cài thêm. Thì ngày hôm nay mình làm clip này để mình hướng dẫn anh em cài cái ROM quốc tế đấy. Đó. Thế nên sản phẩm phân phối bởi toàn Tencent. Đó, thế nên là chỉ có gần như là Trung Quốc mới là nhiều thôi, ở ngoài quốc tế thì khá là ít và giá rất là cao. Hiện tại bây giờ bản quốc tế nó rơi tầm khoảng 20 triệu cơ. Mà trong đó là cái bản 12GB RAM 128GB sách tay này bên mình bán chỉ khoảng vòng quanh 16 triệu thôi. Chi tiết này các bạn vào cái đường link mình để ở dưới video đấy, hay là cụ thể hơn là website mình là msba.vn. Hoặc các bạn có thể điện thoại trực tiếp cho mình theo số điện thoại là 0225652689. Đó, thì bên mình có ship COD toàn quốc sản phẩm này qua kênh COD trực tiếp shop hoặc là kênh Shopee. Bởi vì hiện tại bây giờ một số các bạn ở trong miền Nam ấy đang vận chuyển đến khá là khó khăn. Nếu COD thì đa phần là rất là khó vào, nhưng Shopee thì người ta vẫn ship được cho các bạn. Thế nên là các bạn nào cần mua thì có thể tham khảo cái link mình để dưới mô tả nhé. Đó. Bây giờ thì mình sẽ, tất nhiên ở đây là một chiếc sản phẩm nguyên siêu, thì bây giờ mình cứ làm cái bóc hộp nhanh để cho anh em xem cụ thể nguyên siêu khi bóc ra nó sẽ có những cái gì. Đó nhá. Đó, thì các bạn có thể, anh em có thể nhìn thấy ấy, thì cái hộp của nó rất là game thủ luôn. Nó rất là đơn giản, không có nhiều hình thức màu mè gì cả, mà nó chỉ có cái logo của ROG đây. Đó, và tên cũng như là nhà phát hành Tencent Game. Đó. Đó, tên là ROG Phone 5 đây này. Đó, cụ thể là cấu hình ở dưới này, gồm có dãy số email cũng như là màu sắc cũng như là dung lượng camera thì nó sẽ ghi hết ở đây. Đó, các bạn này nhìn thấy nhá. Đó, thì bây giờ thì mình sẽ mở hộp thôi chứ không giới thiệu sơ qua cái hộp gì cả, đúng không? Đó, nguyên siêu thì nó sẽ có một cái siêu ni lông như này thôi. Đó, chứ không phải là siêu giấy như của iPhone 13 hay là siêu giấy như của Samsung. Đó, chỉ là siêu ni lông đơn giản như này thôi nhá. Đó, thì bây giờ mình sẽ mở siêu ra cho các bạn xem. Đó, siêu chỉ ni lông như này thôi. Đó, ở Việt Nam thì có vị đóng lại đầy. Đó, bên mình như nào mình nói thế thôi. Đây, màu trắng thì nó có một cái giấy dán màu trắng ở đây. Đây, mình mở nó nha. Đó, ở trên hộp thì đây mình cho cao lên tí nào cho dễ nhìn ạ. Ok. Đây, trên hộp ấy thì nó có một số cái ảnh giống như là phim truyện tranh ở đây. Đó. Tỏ ra cái gì đó rất là game thủ rồi đúng không? Game điếc rồi. Đó. Đây nhá, sản phẩm đây thì các bạn nhìn thấy đây là màu trắng này. Đó, màu trắng thì rất là đặc biệt luôn. Đó, chiếc màu đen thì nó nhiều, màu trắng thì ít hơn, đúng không? Các bạn nhìn thấy màu trắng thì nó có một cái tông đi cùng màu trắng đó là màu xanh nước biển, còn nếu là màu đen ấy thì nó sẽ là màu đỏ. Đó. Đây, cái viền của cái màu trắng thì nó vẫn là màu đen thôi. Nó chỉ có cái duy nhất cái lưng màu trắng và các phím là màu xanh nước biển thôi. Đấy nha. Đó. Đây là sản phẩm ROG Phone 5. Đây. Trong đây thì nó sẽ có thêm một ốp lưng. Đó. Thêm một ốp lưng dạng trong trong này. Còn màu đen thì nó sẽ là màu đen, còn này nó sẽ là dạng trong trong như này. Như là những cái stick kê rất là hoành tráng của ROG Phone này. Cái tem email này để dán vào giấy bảo hành này. Đó. Tôi có stick kê này, mình rất thích cái stick kê này nhưng mà bán hàng mấy lần xin khách, khách không cho. Ê, mà chán, rất thích cái này mà xin khách, khách không cho. Đó, đây đã được dán một lần bán hàng rồi này. Đó, 3 cái. Đây, sách hướng dẫn sử dụng của ROG Phone chỉ bằng tiếng Trung thôi. Bởi vì đây là sản phẩm phân phối nội địa Trung. Đó. Bên trong này sẽ là phụ kiện nhé. Bên trong này sẽ nó có một cái sạc rất là to này. Một cái sạc rất là to luôn, thì đây là cái sạc 67W thôi chứ không đến 120W như của chiếc Blackshot 4, mà nó sẽ bố to như này, như là 120W, nhưng mà cái sạc này chỉ có 67W thôi. 65 hay 67 đấy, em xem lại. 65W thôi, 65W thôi. Đó, một dây cáp Type-C. Thì đây là sản phẩm sạc nhanh Type-C nhá. Chứ như Xiaomi thì nó vẫn là sạc nhanh USB Type-C thôi, cho nên là Type-C này. Đó, sợi cáp Type-C dạng kiểu dây dù rất là xịn nhé. Đây có một số cái nút thay thế. Ví dụ đây là nút bịt đây này. Nó sẽ có cái bịt cái chỗ này. Đó,
và một cái là bị cái chân USB-C ở đây. Đây có một cái chân phụ USB-C nữa đây này. Đó, hay gắn vào đốc nhé. Đó, thì mất thì chúng ta sẽ có một cái thay thế ở đây. Đấy, nó cho thêm rất là cẩn thận như vậy. Ồ, nhà xuất Asus thì người ta là quá nổi tiếng cho cái vấn đề này rồi, đúng không? Đó, trong không có gì cả. Rồi, bây giờ thì sơ qua và góc hộp nó có những cái như thế thôi. Còn bây giờ cái quan trọng nhất là mình sẽ hướng dẫn anh em cái chạy tiếng Việt cho sản phẩm này. Hay chạy nó quốc tế, nó gọi là chạy nó quốc tế luôn. Đó. Đấy chưa? Bây giờ là sản phẩm này ấy, thì khi anh em mua về là bởi phân phối bởi Tencent ấy, Trung Quốc ấy. Thì khi anh em mua về anh em mở nguồn lên. Đó, em mở nguồn lên thì nó chỉ có tiếng Anh à, tiếng Trung, tiếng Anh thôi và sẽ không có những dịch vụ của Google. Thế nên là khi về Việt Nam mà chúng ta muốn tải những game mà được phân phối bởi Google trên Google Play ấy thì chúng ta phải cài thêm Google Play. Thì cài cái Google Play thì nó rất là dễ thôi. Nó giống như clip mình hướng dẫn cách cài Google Play cho những chiếc Realme ấy. Đó, anh em có thể nhìn thấy nhá. Nó chỉ có tiếng Anh, tiếng Trung giả thể, tiếng Trung phổ thể. Thậm chí không có những tiếng của những cái nước như là những cái vùng khác của Trung Quốc giống như là Tây Tạng hay là vùng ấy, những vùng tự trị ấy là không có, mà chỉ có tiếng Trung giả thể, tiếng Trung phổ thể và tiếng Anh thôi. Nhá, thì chúng ta phải dùng tiếng Anh rồi đúng không? Đó, khi kết nối vào bên trong ấy thì nó chỉ có những cái đây này, đang cài đặt hệ thống này thì nó chỉ có những cái ứng dụng của Trung Quốc cũng như là cái chợ để tải ứng dụng của Trung Quốc thôi, chứ không có cái Google Play. Mà tại Việt Nam hay những nước khác ấy thì chúng ta đều phải dùng Google Play đúng không? Tại phải đều phải dùng Google Play, mà hiện tại máy của Trung Quốc thì không có. Đó. Thế nên rất là phiền phức, nó thật là như vậy. À, ok. Đó, các bạn nhìn thấy nhá, mình sẽ bỏ qua những cái này để cho nó nhanh. Rồi, qua đây cho nhanh. Đó. Đây này. Đó. Không thấy có ứng dụng gì mấy ở chỗ này. Đó, các bạn nhìn thấy nhá, không Google ở đây này, không có một cái gì liên quan đến Google hết, bởi vì ở hiện tại Trung Quốc vẫn cấm Google không dùng. Thì bây giờ là làm cách nào để Google cài Google vào đây thì nó giả rồi, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn anh em cách cài quốc tế nhé. Thì cái việc cài được ROM quốc tế sản phẩm này ấy, thì anh em cần chuẩn bị cho mình một chiếc máy tính mà chạy hệ điều hành Windows, có kết nối mạng internet ổn định, bởi vì chúng ta sẽ phải tải ROM đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lên màn hình máy tính cho mình nha, cùng nhìn lên màn hình máy tính này. Bây giờ mình sẽ mở màn hình máy tính lên nha. Ok, thì là mình để cái đường link tải ROM cho cái sản phẩm này ở dưới phần mô tả ấy. Tải Google thôi, rất là nhanh. Đó, thì khi tải về xong về thì chúng ta sẽ được một cái folder như này và chúng ta tiến hành giải nén đấy nhá. Mình sẽ không để mật khẩu giải nén đâu, thế là anh em cứ chờ giải nén thôi là xong. Thì cái này nó nặng tầm khoảng 4GB, thế nên là mình mới bảo anh em cần một đường truyền mạng CC một tí. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ chuẩn bị một cái cáp USB-C. Nếu mà chúng ta dùng một cái cáp theo máy kia thì chúng ta phải có cái máy tính của chúng ta ấy là phải có cổng Type-C, còn nếu mà máy tính của chúng ta không có Type-C ấy mà là máy tính bình thường ấy, đó thì chúng ta cần một cái cáp USB-C mà nó phải xịn xịn một chút nhé. Thì ở đây mình đang dùng một cái cáp của cái sản phẩm GTNEL đó, các sản phẩm GTNEL đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ giải nén nhé, phải chuẩn bị xịn xịn một tí đó. Ok nhá. Và bây giờ thì giải nén xong rồi đúng không, thì chúng ta sẽ vào cái folder của nó này. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải cài cái driver trước. Thì ở đây mình đã để hết rồi, đầy đủ các công cụ để chúng ta có thể cài được rồi. Đó, chúng ta sẽ vào cái driver này. Đó, cho chúng ta là bây giờ chúng ta sẽ phải vào fastboot của điện thoại, sau đó chúng ta sẽ lock cái driver này đúng không? Bởi vì đây không phải driver cài mà dạng lock. Thì bây giờ chúng ta sẽ cắm cái cáp này vào máy tính nhá. Cắm cáp vào máy tính này. Thì nếu mà anh em mà có máy laptop thì không nói, còn nếu anh em mà dùng cái bàn ấy thì anh em nên cắm vào cái cổng sau ấy, cổng trên bên ấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào fastboot cái sản phẩm này bằng cách là chúng ta sẽ ấn nút, chúng ta tắt nguồn trước đi nhé, chúng ta sẽ tắt nguồn trước đi này. Đó, chúng ta sẽ tắt nguồn này. Đó, sau đó chúng ta ấn nút to tiếng này và chúng ta giữ nút nguồn. Đó, to tiếng và giữ nút nguồn nhá, giữ nút to tiếng và nguồn cùng một lúc. Đó, chúng ta phải bỏ ra nhanh nhá, đó, không nó nhảy mất này, bỏ ra thật nhanh. Đó, bây giờ là sẽ vào chế độ fastboot này, chúng ta sẽ cắm cáp này vào. Lưu ý là chế độ fastboot sẽ là như này nhá, có nút start này này. Đó, chúng ta sẽ cắm cáp này vào này. Đó. Đó, bây giờ chúng ta sẽ vào cái mục manager của máy tính. Đó, chuột phải vào zip PC thôi, xong rồi vào manager. Xong rồi chúng ta ấn vào đây. À quên. Cái này là phải dặn anh em kỹ này, nó sẽ không phải cắm cổng USB đâu nhá. Đó, cái này mình cắm thử để anh em biết là nó sẽ không nhận đâu. Mà chúng ta phải cắm cổng USB bên hông này này. Đó.
đây này. Đó thì nó mới nhận nhá. Đây bây giờ nó đang hiện ở máy tính đang hiện ở Android và chấm than này. Bây giờ chúng ta sẽ load cái driver của nó bằng cách là chúng ta ấn vào update nhá. Chuột phải này, ấn vào update này. Đó, tìm đây thì nó sẽ không ra đâu. Đó, tìm đây thì nó sẽ không ra đâu. Đó, rất là nhiều anh ấn thói quen như vậy. Đó, mình làm lại này. Update này, sau chúng ta ấn vào chỗ này nhá, ấn vào Browse My Computer nhá để chúng ta tìm đấy. Sau chúng ta copy cái đường link đường dẫn này. Ồ, và mình vừa giải nén cái file driver ở đây. Đó, anh em copy rồi nhá. Đó, sau đó anh em ấn next xem nó có tìm được không. Ok, như này nó không tìm được này. Đó, chúng ta sẽ ấn vào cái search lại nữa này, ấn vào cái bar lại nữa. Thôi chúng ta ấn vào dưới này nhá. Đó, chúng ta sẽ chọn là show này, sau đó chúng ta ấn lại này. Copy lại cái đường link vào đây này. Ok này. Đó, thì bây giờ nó ra cái như này. Chúng ta ấn vào chọn là Android ADB nhá. Bây giờ next này. Cho nó cài driver nhá. Đó, ta install nhá. Anh em làm đúng theo cái là nhận được driver. Ok, bây giờ nhận được driver rồi, không có chấm than nữa, như này là ổn. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài ROM, cái này rất đơn giản. Đó, bây giờ chúng ta quay lại nhé, chúng ta quay lại cái Rockfone nhé. Chúng ta sẽ vào cái file này, Rockfone 5 này. VKVKSZ này. Đó, khi giải nén ra nó chỉ có 4 file này thôi, thì quan tâm hai cái này thôi. Rồi ấn vào đây nhá. Xong bây giờ chúng ta sẽ chọn cái ấn vào flash gạch xích gạch ground này. Đó, ấn vào flash xích gạch ground. Đó, ấn vào đây nhá. Đó, nó chạy như này này. Bây giờ rất đơn giản thôi, bây giờ chúng ta chỉ cần đợi nó chạy xong là được. Kiên nhẫn nhá, bởi vì là bây giờ chỉ cần tuột cáp phát là xịt đấy. Chỉ cần tuột cáp là bị break ấy, mà cái sản phẩm này hiện tại chưa có tool để cứu break đâu, cho nên em phải cẩn thận. Thì cái bước chạy này nó giống như bước chạy flash ROM của Xiaomi thôi, nó cũng mất tầm khoảng 10-15 phút. Đó, thì chúng ta sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi cái bước này. Ok, bây giờ chúng ta cùng chờ đợi nhá. Ok nhá, đó, thì khi máy tính đã báo là finish này và reboot này, thì điện thoại nó sẽ tự động nó khởi động lại. Đó, trên chiếc ROG Phone 5 tự động khởi động lại nhá. Đó, thì bây giờ nó chưa xong đâu. Đây, bước quan trọng nhất chúng ta rút cáp được rồi. Đó. Đó, bây giờ nó sẽ không khởi động lại được nếu mà anh em cứ đợi, mà anh em phải vào recovery để anh em wipe lại một lần, format lại một lần thì chúng ta mới sử dụng được nhé. Mà anh em hoặc là nhiều khi trường hợp nó tự động nó nhảy vào recovery ấy, nhưng mà nếu không nhảy vào thì chúng ta sẽ vào lại Facebook nhé. Đó, chúng ta vào lại Facebook, nó lại toàn tiếng bên ngoài thôi để chúng ta format lại. Nếu mà chúng ta không làm thì nó sẽ bị treo logo. Đó, thực ra nó tự động nó nhảy vào, chủ yếu là tự động nhảy vào thôi. Đó, đấy nhá, thì chúng ta ấn lại vào Facebook này, chúng ta ấn lên xuống này. Đấy, nó sẽ trở về cái trạng thái vào cái menu recovery mode này. Đấy, ấn nút ngồi để chúng ta vào nhé. Đó. Đây này, bây giờ nó nhảy vào đây nhá. Thì chúng ta sẽ ấn vào phần factory reset. Đó, chúng ta ấn chọn hết nhá. Đó. Nếu mà trường hợp nó tự nhảy vào recovery ấy thì nó sẽ có hai mục, một là mục reset và hai là mục factory reset, thì chắc chắn là chúng ta phải chọn factory reset rồi. Và sau đó chúng ta sẽ chọn hết để chúng ta factory reset thì nó sẽ không bị treo nữa. Đó, cái này rất là quan trọng. À, rồi reboot lại nha. Đó. Hiện tại lúc nãy anh em có thể nhìn thấy ở trong cái phát boot này, nó hiện chỗ Android đây ấy, thì nó đã là quốc tế rồi đấy. Còn nếu mà không thì nó vẫn hiện cái logo hình con rắn của ROM Trung Quốc. Đó, còn hiện cái logo Android đó là bản quốc tế chuẩn rồi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ khởi động lại thôi. Đó. Rất là nhanh thôi. Cái này nó sẽ mất khoảng tầm mấy phút thôi, chứ không lâu như những chiếc điện thoại khác đâu. Bởi vì cái ROM gốc, ROM Google của ROG Phone 5 này cũng khá là nhẹ. Đó, mà cũng vẫn đầy đủ giao diện như là ROM Trung Quốc. Thế nên chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm chúng ta dùng. Mà nó lại không bị chặn Google. Chúng ta dùng Google thứ bình thường, tiếng Việt 100%. Không phải cài thêm tiếng Việt 8% nữa. Ok, bây giờ khởi động xong rồi đấy. Mình chỉ nói có mấy câu đã xong rồi, đúng không? Đó. Đó, anh em và các bạn có thể nhìn thấy nhá. Đây này, ngôn ngữ đầy đủ luôn. Đó, nhìn thấy không? Tiếng Việt của chúng ta sẽ nằm ngay trên đầu đây. Đó, tiếng Anh, Mỹ, tiếng Việt, tiếng Thái và sau đó các ngôn ngữ khác. Đó. Nha, bây giờ chúng ta sẽ chọn Việt Nam. Chúng ta hãy bắt đầu, đúng không? Đó, hoàn toàn tiếng Việt rồi. Xác nhận hết đi, có thể không cần nối Wi-Fi cũng được. Bỏ qua đi. Nó nhanh để vào bên trong xem giao diện nó như nào. Đó, Google đó. Đây. Google đây rồi. Đó, hoàn toàn tiếng Việt 100% luôn. ROM quốc tế hoàn toàn giống y như chiếc máy 20 triệu của phiên bản quốc tế phân phối. À, bỏ qua hết đi nhỉ, cho nó nhanh. Bỏ qua đi. Đó. Qua này. Đấy nhá, có hai giao diện, một là giao diện Google, hai là giao diện của Rockfone. Chúng ta sẽ chọn Rockfone nhá, cho nó chất. Đây. Ok chưa, tiếng Việt chưa, bây giờ bật lên chỉ có tiếng Anh hoặc tiếng Trung thôi. Bây giờ chúng ta đã có tiếng Việt rồi. Đây. Chọn thiết bị vỏ điện thoại. Qua bỏ qua cái này.
Đó. Kia xíu đi cho nó nhanh. Đây là hướng dẫn chúng ta quét khuôn mặt đấy. Tất nhiên là mình sẽ bỏ qua cho nó nhanh. Bỏ qua đấy. Kia xíu đấy. Ok. Tiếng Việt chưa? Tiếng Việt. Đó. 100% tiếng Việt luôn. Đây. Tiếng Việt này. Đó, 100% tiếng Việt này. À, đầy đủ các thứ của rock phone luôn. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đó, đầy đủ tiếng Việt luôn. Và cái quan trọng nhất đó là các thứ của Google đã hoàn toàn có trên này rồi. Ví dụ như là cửa hàng Play này, hay là Google Play ấy, Chrome này, bản đồ của Google này, YouTube này, đó, đầy đủ hết. Còn những cái của Trung Quốc là chúng ta không dùng nữa thì chúng ta xóa đi là xong, đúng không? Đó. Rất đơn giản là cài Chrome quốc tế thôi. Một lưu ý khi anh em có thể cài sang Chrome quốc tế đó là nếu mà anh em đang dùng rồi, anh em lưu lại dữ liệu, đó là anh em hãy kiên nhẫn chờ đợi, tránh trường hợp bị brick. Đó là anh chọn được cái máy tính có đường truyền mạng cao một chút để có thể download được ứng dụng, download được cái ROM 4GB về, và anh em chọn cái cáp xịn xịn một chút để khi mà chúng ta chạy không bị gián đoạn. Nếu trường hợp chúng ta chạy bị gián đoạn nó sẽ bị brick, mà hiện tại chưa có tool cứu brick đâu. Nếu anh em nào bị brick có thể gửi cho bên mình sẽ hỗ trợ anh em gửi đi sang Trung Quốc để bảo hành được. Chi phí gửi đi gửi lại anh em mất thôi, không đáng bao nhiêu cả. Đó. Còn bây giờ thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái sản phẩm này để các bạn mua hàng. Bên mình chủ yếu là phân phối và kinh doanh điện thoại thôi, chứ bên mình thì không có chuyên sâu về sửa chữa. Bên mình chỉ có hỗ trợ anh em gửi đến hãng. Và bây giờ thì anh em mua sản phẩm của phone 5 này, ROG phone 5 này, thì anh em có thể liên hệ bên mình bằng cách là anh em vào cái đường link, toàn bộ đường link mình để dưới mô tả, hoặc anh em có thể là liên hệ số điện thoại của bên mình là 02 56 52 6789, và kênh Facebook của bên mình sẽ là MSM điện thoại siêu rẻ luôn. Kênh YouTube cũng tương tự như vậy. Anh em có thể ủng hộ mình bằng cách anh em subscribe kênh YouTube của bên mình, hoặc anh em có thể subscribe kênh Facebook của bên mình trang fanpage để ủng hộ bên mình, và anh em có thể chia sẻ cái clip này cho mọi người cùng xem nếu em cảm thấy hữu ích. Bạn bè mình cũng dùng phone 5 mà chưa có cài tiếng Việt. Đó. Thì mua hàng sản phẩm này thì anh em mình có lại là anh em có đặt hàng theo đường link mình để dưới mô tả nhá. Đó, anh em xem thì ủng hộ mình, và anh em thấy hay hoặc là thấy thắc mắc gì anh em comment bên dưới. Mình cảm ơn anh em đã xem clip nhá. Chào và hẹn gặp lại anh em trong clip lần sau. Bye bye.